Các chị ơi, và đây là một cái mẫu váy mà em nghĩ rằng là rất là nhiều các chị thích, bởi vì là nó có thể mặc đi làm được, đi chơi được luôn nhá. Chất liệu của cái mẫu váy này đó là chất liệu Yumi Cotton, một cái chất liệu mà đã rất nổi tiếng tại Mega Fashion rồi, tức là nó sẽ co giãn 4 chiều và chất của nó thì rất là mịn. Đặc biệt là mặc những cái váy này mọi người sẽ không phải là trước khi mặc đó. Họa tiết của nó thì mọi người nhìn này, họa tiết là họa tiết màu nâu nhá, màu nâu be, nó sẽ rất là thời thượng luôn nhá. Màu của nó, màu nền là màu xanh đậm. Xanh đậm nó cũng chẳng khác gì màu đen đâu. Nó sẽ giúp mọi người nhìn mignon và gầy hơn rất là nhiều. Đặc biệt thì có một cái điểm nhấn là cái phần beo ở đây, mọi người thấy không ạ? Cái phần beo nó làm hai khuy luôn. Đó, hai khuy ở phía bên hai bên rìa luôn. Nên là những ai mà đang có thân hình hơi to, hơi mập này, đặc biệt là phần bụng hơi béo thì nó sẽ che được hết nhá. Đó, nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn thắt cái phần eo lại, nhìn nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Dáng váy này thì là dáng váy kiểu dạng như là ôm suông, chứ nó không phải là dạng váy xòe. Nên là đặc biệt những ai đang có thân hình hơi mập thì Phương khuyên một lần nữa là nên mua chiếc váy này. Cổ thì là dạng cổ bẻ này, đóng kín cổ nhá, mọi người có thể tháo một hai cúc tùy. Tay thì là dạng tay sắn gấu, nó sẽ tạo độ cá tính và lịch sự hơn. Váy này thì những ai mà tầm 40-50 tuổi mặc thì đều xinh hết. Từ 40 đến 60 tuổi là mặc được nhá. Váy này thì có đủ size luôn, SML và XL. Phương là 48kg và đang mặc xé, nhưng mà Phương mặc đang hơi bị rộng một chút, nên là những ai tầm 50 cân đến 52 cân ấy, mặc xé S của Phương đang mặc thì sẽ phù hợp hơn nhá.